Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì chiều nay á, bà sư mẫu cũng định bắt mấy con ếch rồi. Ếch bà mua hồi lúc trước tới giờ đó, còn lại một mớ nè. Nên định xào với mấy cái ngó lục bình nữa. Rồi lọt lục bình đi nè. Giờ nó trôi xuống đây quá trời luôn. Đó. Sẵn hái ếch đọt lục bình rồi làm món ếch xào đọt lục bình. Ủa thằng nào giờ mình chưa ăn món này lần nào luôn á. Ếch thì làm rất là nhiều món mà mình nói gì thì xào đọt lục bình thì là chưa bao giờ. Bên kia là Messi nương nương. Nương nương Messi. Hả? Ếch xào đọt lục bình. Dân chồng lựu đạn mà đi lón cá rồi. Bữa nay đổ cho nó chắc luôn. Bữa nay cũng có sủ đi lón cá giùm chú Trung bên kia không? Đây con Bèo với chú Hai cũng đang bắt mấy cá gì nè. Cho bà con gì á. Cái gì? Cái gì bán cá? Bà... mua cá. Tại nó bắt cá thì là có liên quan gì? Mua cá với bắt cá nó khác nhau hả? Rảnh quá. Ừ, bắt cá mua cá gì nó cũng vậy á. Bên kia càng thủ à, sáng giờ bể đầu bạn ơi. Chưa có con cá nào nó bá vô một câu của đại ca hết á. Tụm gài trời đỡ gió cá ít ăn mồi. Còn bên kia là chú Trường đó, cũng đang sửa lại cái bè cho cô Ba đó. Bởi vì ở đây mấy cô chú thấy không, cứ 2-3 ngày là cái khung cảnh nó khác. Bè sửa rồi kéo bè đi kéo bè lại. Nguyễn Lộ Trống là thường ngày là ở đây là cái bè của cô Ba, nhưng mà bảo đảm bạn luôn 1-2 ngày sau là sẽ bích lại chỗ này. Ông sửa ở kia rồi kéo dập vô vậy đó, nó cứ vậy đó, thay đổi hoài à. Ồ, bên kia là Mr. Hùng, đại tử của cũ cái sẩu đó. Hùng là con nuôi của chú Hai Giật Tật mà, thì sau này cũng nhập môn với cũ cái sẩu á. Nhiều khi phụ đi kéo lưới hay là cá này nọ đó, rảnh rỗi những ngày mà không có giác thức ăn á, kiểu mình làm thêm. Nhưng mà giờ là anh chữ là chú ngủ ở đây luôn rồi đó, nói chung là có việc gì thì mình làm phụ vậy đó. Rồi mấy anh chị em đi cũng nhận cũng trả chút đỉnh vậy đó mà. Rồi có việc gì thì làm việc đó. Bữa nào không đi vớt thức ăn thì phụ củ sủ kéo lưới hay là sửa bè hay là bắt cá rồi như nè. Đó, kia là cô Ba xinh đẹp. Chào cái nhà cao trời, mới quảng cáo cô Ba xinh đẹp. Nhìn cô Ba xinh đẹp mình là thấy mắc cười. Cô Ba xinh đẹp mình bán cá lời quá, bởi vậy giờ muốn phá bè luôn nè. Ừ. Lời quá trời lời mới điếc nghe luôn ta, lù đù lỗ tai luôn rồi. Cô Ba, ba đang sửa lại cái bè dạng cái sắt sau này, mấy cái nhôm giờ nó cong hết trơn, quẹo hết. Cái gì đó siêu quậy xuyên lục địa. Đi vô. Đi vô. Đi vô không? Đi vô nè, để vô hái lục bình nè, bắt ếch rồi mà ăn cơm nè, tối rồi. Để lên. Đi trước đi. Tối chưa? Tối rồi. Tụm gà mau tối lắm. 6 giờ là tối thui rồi đó, để lên. Đâu? Tối thui đâu? Một chút xíu nữa tối thui bây giờ nè. Đâu? Kìa sẵn nhờ chú Hai rảnh không hái giùm mít đợt lục bình luôn, phụ luôn nè. Bà sư mẫu bỏ bận rồi kìa. Hai chú cháu này đang xù xì chuyện gì vậy? Lón cá cho anh Trung hả? Ôi mà, à lên chảnh phụ đi. Để tao mướn người hái mà. Mướn ai vậy? Điện mấy nhỏ. Nghe, nghe nói là hái đọt lục bình phải chứ mướn người luôn phải không? Cô Ba ơi, có rảnh không mướn hái lục bình đọt. Hái đọt lục bình không là 5 xỉ đó. 5 xỉ à? Đây tới chiều 5 xỉ đó. Tiếng nha, tiếng hồ lụm 5 xỉ. Nửa tiếng hồ lụm 5 xỉ đó. Đây tới chiều, giờ này chiều. Rồi cái ông đi cái xuồng lên chảnh là vậy? Chứ không lẽ đi bằng gì giờ? Xuồng đâu? Đừng nói lấy cái xuồng sư mẫu nha. Bây giờ xuồng nằm trong mà lấy gì đi? Ngồi hái lục bình thôi. Nhìn trong đây nè, tấp vô đây nhấp chân nè, đó, sát đây cũng có rồi nè. Trời ơi, một đống lục bình nói chuyện gì trời? Một đống. Ê, cái đọt rau mát ăn được không? Được, xong rồi rau mát ăn ngon hơn nữa đó chú Hai. Quá ngon. Hồi trước mình đã làm clip trong nhà mình đó, mình với ba mình giúp khu bạn đi hái mấy cái đọt rau mát đó, sau vườn đó. Trời ăn bá cháy bột chét luôn. Em lên phụ chú Trung đi.
lên phụ chú chung chút đi. Lỡ mới nghe nói vậy rồi ăn được không ta? Được không? Ồ, ngon quá, ăn chết ông Hoàng. Bạn thấy sống ở miền sông nước tiện lợi ha. Tiện đứng xuồng ấy giờ bán thịt trâu 88, bán cá cho cá vậy cái là cái món ha. Hai lục bình luôn. Hai lục bình ở đâu vậy chứ con nữa? Không, nhiều chuyện quá ơi. Vô. Bên mấy cái bè của cô ba xinh đẹp kìa, vượt vượt. Đằng đó cũng mấy cái bụi nữa. Tốt. Ồ, ờ, một hồi tôi lấy cái xuồng siêu mẫu đi. Ồ, ờ, sao bè chú Năm kìa. Siêu mẫu chú Hai đi mà. Sao bè chú Năm nhóc kìa. Đó, một mình tướng tốt, sao bè chú Năm kìa. Thôi. Ăn này đau lưng bị mệt bệnh không? Ừ, ăn lục bình này là một xương đó. Lặt nó là một xương lâu á. Tại nguyên một đoạn dài mà ngắt được con khúc à. Ăn nhiều quá một xương. Thôi bỏ đi chú Hai. Là con hái cái đọt này ăn thử rồi cầm kiếm coi. Hái đọt này ăn. Đọt này hả? Rồi đem vô chổng hỏi bà ngoại vô ngoại có đọt này ăn ngon lắm nè, đem chổng đi. Chạy cho con ăn. Hoài quá, nó siêu hoài. Kìa ơi, chú Hai ông ngồi đó là ông hái hoài luôn, nó cho xuống nữa kìa. Ủa, cá ụt kìa. Cái gì? Cá ụt. Vô vô lẹ đi, vô vô lấy gỗ. Lấy gỗ. Nốt nhất nó nấu con chua. Lấy cái thau á. Bởi nói thiệt bạn, cái câu cá mà chưa giờ tức đến nỗi mà bỏ câu xuống đây mà nó ụt vòng vòng câu mình mới nó không ăn. Cái này con không bẻ, không bẻ không được không? Em nhớ một lần em cũng quay clip câu cá rồi qua bên Long An câu bển kênh 19 bển á, thánh thằng ô đục mâm sôi luôn á. Mà hai anh em câu hoài câu không ăn. Tới nào ông họ cũng dính kỳ hả? Chú Hai mình không có cái nón lưỡi chai sóc luôn. Nếu mà ông bận đồ vô tốt đồ mới nữa bảo đảm giống như Việt Kiều ở American Canada hay hay là về không đó. Hollywood không đó. Chứ không ai nghĩ ổng là ở đây đâu bằng. Không ai nghĩ là làm chủ ở đội hả? Ai lại cũng làm chủ ở đội chứ. Không riêng gì ông Hai. Sáng phải mở mắt ra là chưa ăn chứ mà phải cho cá ăn rồi. Ở đây là giờ giống như là mình đã đợi mấy con cá. Ai cũng vậy, sáng mở mắt ra là phải cho cá ăn. Mình chưa ăn chứ mà cá nó phải ăn. Trời ơi, nó xuống sau lưng gà quá trời gà lọt vô vô kẹ chú Hai. Đứng beo hả? Ừ. Con nào non thì người ta hái, con nào già người ta dục. Ngồi ở trên đó mà hối hoài. Người ta chỉ thôi, sợ là làm không thấy phát hiện ra thôi. Trời ơi, công việc nặng quá rồi. Ừ, câu mà gãi như B52 chỗ đó mà không có cá nào bá vô. Miết bán cho ai à? Cho thằng này là nhiều nhất chứ đâu. Không có nói thằng này à, tự nói à. Người ta chỉ nói là người cái gì quá, người ta bán đắt chứ khô, chứ không nói thằng này nào chương á. Rồi, dắt mẹ bắt cá luôn rồi. Trời ơi, ghe nó lại luôn kìa. Nó ghe đục tới, bữa nay bắt cá trên bè của chú Trung chảnh á. Chú Trung này cũng lai gai với mấy anh em mình cũng mấy clip rồi á. Ghe đục bắt cá tới giờ đâu giờ này trời, giấc chiều. Thường là mấy ghe đục bắt cá họ bắt giấc sáng rồi. Sáng xong rồi bắt đầu họ chạy về mà bến tập kết, họ vận chuyển lên xe tải cho nó dễ, cho nó mau á. Thường họ giao mấy chợ đầu mối là giấc chiều rồi tối rồi bắt đầu là vừa lên tới như trên Sài Gòn hay Bình Điền đồ chánh rồi. Còn họ bắt giờ này chắc gì phải đợi sáng mai chuyến sau. Cái bè của chú Trung bên đó hai bè nhỏ mà bán được một bè, còn bè kia cá còn nhỏ. Gì sư mẫu? Mẫu sư bắt ếch à, mẫu sư. À, lại đây coi ngoại bắt ếch nè tin. Chưa bao giờ bắt ếch mà nó dễ. Ê, từ từ sư mẫu. Nó chưa bao giờ bắt ếch mà nó dễ như vậy bạn coi nè. Nó nằm lên cái mướp đây nè. Nè con ếch đồng nè sư mẫu. Chưa bắt. Ồ
bỏ ớt còn nào nó cành nông bà mua lâu rồi bà mới bự đó, con ớt đó đồng đó 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 đó, đó. Con ớt này mà cái về nhìn cái da là biết, mà ớt bự chà bá trên giữa đó, ớt đó lúc trước mình đặt là cái lóc vô á. Vô. Vô, 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 vô. Trời ơi, sư mẫu ăn ớt kìa. Nó kìa, nó kìa, chú có cho tao làm đâu. Tiền buông ra cho ngoại làm coi, nghiêng xuống. Vô đó. Nè. Để coi có hồng bự không. Cái này mày đi soi ớt bên Long An mà được, bắt kiểu này dễ dàng, kiểu này hay mấy trời. Vô. Tiền con quậy quậy tiền để cho ngoại bắt lẹ tiền. Đó. Trời ơi, sư mẫu mắt có vấn đề con cao con đó là nhỏ nhất trong đám mà nó bự nhất. Hãy ra mày. Thử thử thử. Đây. Dạ, thịt còn lộn chứ người ta không lộn mà. Trời ơi, trời, cái hai bà cháu bắt ếch kìa. Mà coi nó quậy. Con quậy tụi ai tên biết chừng nào bắt mặn ăn xong kìa em. Nhưng nó đủ chưa sư mẫu, đủ rồi bà ơi. Chưa đủ con. Ờ, được rồi. Hồi mẹ của Hương lại thương bây giờ nè, ở đó quậy đi. Còn có chút xíu mà bắt gì. Rồi rồi rồi. Rồi xong. Rồi được rồi. Rồi. Vô vô. Siêu đúng siêu quậy. Nó cái đó để siêu mẫu bà xử đẹp đi. Mà thấy ở đây bắt ếch đi. Ở đây bắt ếch dễ ghê. Sao không ai bắt ếch dở bằng siêu mẫu hết trơn á. Gì với siêu mẫu bắt ếch là bảo đảm luôn. Con ta tụm gà giàu các bạn. Vừa là mua bằng cái gì không nè. Bán cá mà, mới bán cá mà. Có 5 ngàn một trái nha. Có lẽ mày cà phê của mày nữa. Mới bán cá có khác không. Dạo này là cá hồng mình cũng yêu đời lắm. Qua làng chèo ngự dân à. Con đại ca anh kia đang đóng lưới mấy bữa gài đóng lưới neo chuẩn bị xuống lưới mới mà chắc cũng lâu, một tay lưới neo đóng rất là lâu bạn ơi, một người đóng ngủ hơn tuần lễ á, nửa tháng không có tay lưới dài 400 mét á, mình đóng khoảng đó đó, nó lâu dữ lắm, tại mình phải đếm từng mặt á. Gì không chừng nào đi đám dỗ, ủa đám cưới chứ bậy bạ không. Quên đám cưới, chừng nào đi đám cưới. Giết bị liệu đâm gà bà hai mới đi đám giỗ biết mới đâm gà bị liệu luôn. Bà hai đâm gà đắng mới đi đám giỗ biết mới đưa bánh tét ăn miết bằng giết bị liệu luôn. Thôi nó là nói đám giỗ chứ nói đám kia tới một chuyện nữa đó. Thử thử. Giờ chú trường cũng làm xong rồi. Chiều rồi nghỉ mai làm tiếp. Nó để sư mẫu mình bả xử đẹp mấy con ếch đó đi. Bả sư mẫu thường bả mặn ếch khi nào bả để da. Ừ, ếch ngon nhất cái da mà tại ở đây mấy chị em phụ nữ đây không ăn da được. Chưa bao giờ hái được bình mà nó khỏe như cái chỗ này. Vậy sao xuống đây nè. Thử thử. Nãy giờ bạn để đi ngồi trên xuồng hái không phải không? Ngồi đâu lưng chết. Nhớ cách đây khoảng 2 3 tháng trước cũng quay một clip đó, cái mà Vinh hấp đọt lục bình nè. Bèo với cô ba xinh đẹp hái đó. Trời ơi lộ xinh tốt trong đó đó. Ở à, đây bữa nào làm mấy cái món gạo chay nữa. Mà đây gạo chay bự bự không à. Ừ, vừa bánh mì mà vừa thức ăn luôn, liền lía lịa luôn, không cá nào nó bá vô. Bả nói vậy đó phải không? Tè. Bây giờ tối về hả? Chuyến này là bả còn nói chứ sao là bả xếp sẵn đồ vô bị chưa? Nó bốc quá ngồi không có cá gì đó lấy con câu dục cho bèo chú hai kìa. Giờ này cũng nó 7 giờ về, gần này cũng gần 6 giờ rồi. Đem cá về cho bả câu không nó bả nói câu nguyên ngàn có cá mà mốt bả không cho câu nữa chết nữa. Tôi nói rằng tôi đi chăn câu. Ừ, nó đi câu cá mà không có cá nào nghi ngờ quá, công mệt nữa.
Có hoài tháng năm. Tháng năm cũng có là cũng con nhờ đó nha. Hử hử đâu ơi, kiếm mày đuổi con cá lặn đâu mày? Cái gì mới nói vậy? Mày mới đuổi con cá lặn rồi. Đuổi hả? Ừ. Mình nghe cái vụ kia. Lặn đâu đây nè. Cái vụ gì trời? Mày vừa ăn mày vừa nói mày vừa nghe nó hơi lạnh lạ tới đó kêu. Mày qua trên đây có nhiều câu quá, nói nguy hiểm lắm. Nhiều phải con này không? Sát vách là phải nó không? Không bự nữa. Dữ lặn rồi bà. Trời ơi trời. Ừ, cái vật. Trời ơi cái vật lủng lỗ chà má giúp vô. Lủng đó nhưng mà dưới không chạy được. Trời ơi trời cái vật. Phải lục bình giết nó. Phải con này nữa không? Ừ. Mày là đỡ mày lụm gạo mày luôn. Xe tàu xe. 2-3 ngàn con gì đó tùy. Chuẩn bị về hả? Ôi trời ơi, giờ mới chuẩn bị đi xe xe đét mua cát lát về nào trả. Cá lỗ quá mà. Cái chú vào đi mò trời lỗ quá mà. Thứ gì chịu nổi. Chưa thấy ai rảnh bằng Hùng với cái gỗ dục vậy đó. Thằng câu của ổng rồi mày bơi bơi một vòng đi. Có ăn không? Ăn. Mở ra mà còn không ăn là mập nổi với nha. Sao? Cảm ơn kiếm chưa? Dạng gì? Dạng có ai bán vàng đâu mua. Đóng cửa hết rồi. Ờ cái dầm này sao gãy vậy? Thấy tiện lợi ghê không? Vừa lặt bình xong bây giờ vừa hái xong bây giờ mình lặt cái trên xuồng luôn. Đấy. Ừ. Đúng rồi, sống ở miền sông nước có khác á, tiện lợi thiệt chứ. Cái này lặt rồi hả? Ai biết không thấy ai lặt vậy đó. Hả? Vậy. Đặng cái lóng lưới kìa, lại đắng con coi thử rồi. Làm kiếm mới thấy đó. Để người ta bẻ lên người ta lặt vậy thôi. Ông kiếm chỉ dùng con rồi con không thấy. À tao nói nha. Nó mơi nó nghỉ cái nó 2 ngày chứ 1 ngày vậy cái tao thấu vậy là mơi nghỉ mốt nghỉ. Có ngày mơi nghỉ không mà mất ngày nhà làm mà ngày đi đám cưới là tức là công đôi đó là 2 ngày đó. Vậy thôi mày đứng đi. Kêu mày đi đám gì hả? Ừ, giờ con bèo 5 tuổi nè, chuẩn bị bắt đầu mình khử ếch. Món này thì nhanh lắm, chủ yếu có lặt một bình thì nó hơi lâu thôi. Chứ sơ chế mình nấu nướng mau lắm. Sư mẫu không giờ nấm nấu bếp ga, nấu bếp cơm điện không, dùng mặt mã dùng tay ấn. Hồi đó mới nhớ bà mua cái nồi báo biết xài bạn. Bà gọi con beo từ lưa hột dưa vậy á. Nhấn nút chế độ từ lưa vậy. Sao một lúc người có gốc. Giờ quen không muốn ịt ịt vô nhận dấu vân tay nhận dạng không. Sao? Nhận dạng bằng dấu vân tay không. Cơ mà đưa cái mặt vô ừ, đưa cái mặt vô chà bá vô nó mới nhận dạng mới nấu được nồi cơm. Cái gai ỷ thiên kiếm vậy không bầm tỏi rồi phà phà không. Tính ra cũng năm mấy à, từ lúc mà mới làm YouTube á. Kênh Đồng Tháp người Đồng Tháp gì đó. Còn cái cây kia như mục quá à. Xét cây kia ở ngoài nhà. Nó không phải xét mà gọi là lâu quá không xài tới. Dạng như nó không còn bén nữa. Cây kia thì ở ngoài nhà siêu mẫu ngoài á. Ở ngoài nhà có ai ở ngoài thường đâu mà xài.
cho dầu vô. Giờ dưới quê ai cũng xài chảo siêu chống dính chứ. Mà nếu như cũng dính tờ lưa hột dưa hết trơn á, không biết siêu chỗ nào không biết, hay là mua rẻ tiền quá nó vậy cũng. Chứ mình thấy làm món thấy cũng dính tờ lưa hết trơn. Mua chảo 100 ngàn nó rẻ. Hử. Bà xin mẫu bà hà tiện quá, bởi vì bà nói chuyện bà đi chợ bà mua chảo siêu chống dính từ 50 tới 100 ngàn là cùng. Chứ nhiều. Hử. 50 ngàn cái nè. Hai trăm ngàn nữa hả? Thằng đi đụng ơi, mày sao thấy nhà cái gì nó cũng dính tờ lưa hết trơn à? Nó quảng cáo bà là nếu mà đổ cái bánh xèo là không cần lấy sạn hay gì chứ không? Đổ xong cái mà úp lại là cái bánh xèo tự rớt ra phải không? Cái gì mới gọi là siêu chống dính chứ. Chết vô. Trời ơi, nhìn tụi đớt rồi bạn ơi. Đúng chắc lưỡi thiệt á. Món này nếu mà có đế là gài đã lắm nha, không phải giỡn chơi đâu. Ừ, ừ. Thiệt chứ bồ. Cho ít đường vô. Trong này có một con ếch đồng. Ếch bữa đặt lại với nó. Ừ. Nhìn cái đùi thứ ra biết là đùi nào có ếch đồng không ta? Cũng hơi khó à. Nè, đùi ếch đồng nè. À, cái đùi đó đại ca hồng cạp đâu mấy chục năm rồi chưa hết nữa đó. Này để lục bình vô luôn ha. Vô lục bình này nó cũng lâu mà. Thấy những hội sẹp lép. Lục bình này các bạn nấu nhúng lẩu mắm hay là nấu canh chua cũng rất là ngon. Bao bụi. Biết cái này có gì mà. Cái gì? Gặp mấy người mà sống ở miền sông nước họ lấy cái ngó lục bình này, họ chấm cá kho ăn luôn, ăn sống gì đó, ăn rất là ngon, có bụi lắm. Vô mùa gió bắc là sẽ có bông lục bình. Ừ, chuẩn bị có bông lục bình rồi đó. Có bông lục bình là có bông lau. Giờ còn bông lau liếc gì nữa sư mẫu ơi. Giờ có bông lục bình là có bông lau. Đó là cái giờ có bông lục bình là bắt đầu thả lưới cái bông lau. Còn giờ có bông lục bình thì đi kéo lưới hoa lau á. Giờ kiếm con cá bông lau cả vấn đề. Mấy người dân đây thì dân lưới neo nguyên mùa hên là dính được hai con là dữ lắm rồi. Tính hết luôn người dân hai ba con là hết hết đắt rồi. Còn hồi đó thì sống ở đây sống bằng cái nghề thả lưới cá bông lau không à. Đây nè. Đẩy lại thôi. Trời ơi trời cái nắp này sư mẫu ơi. Chảo này không có cái nắp nào bự hơn nữa rồi. Không có nắp bự hơn rồi. Thôi lỡ đẩy lại luôn chứ sao. Cây nhà lá vườn có gì xạo đó. Mà lấy cái nắp lò gụ của bà vô á. Nói gì nắp bự thì bao la nhưng mà trong nhà sư mẫu chổng á. Có nắp kia trà bá sao để cái chảo đó không nó bự hơn cái đạo chứ. Vậy là mình chỉ chờ đợi xíu mình khui nắp ra là bao được rồi. Ê ba. Khui đó. Hợp, hợp, hợp. Ồ ồ nè, hấp dẫn chưa? Chưa có hấp dẫn. Ăn mới hấp dẫn đúng không? Này đúng là một xương sống mà nhức nách bật bật luôn nè. Ăn một sống một thiệt luôn á. Có nhiều ngó lục bình thì thôi mà chú hai với con Bèo lặt không biết nhiêu lâu rồi nói. Nãy mình lặt hơn phân nửa bạn. Đánh mình nhanh gọn lẹ bây giờ mới làm mau vậy đó. Bây giờ cộng nào dai là của mày đó. Thử 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 thử. Chính xác. Nó là chuẩn bị cho miếng tiêu lên. Thời tiết dạo này lạnh lạnh mới ăn cơm nó ngon. Ngon. Ừ, cho ít tiêu lên ha. Bà sư mẫu bà lấy dĩa bà lắc quá. Ừ. Vậy là xong. Rồi vô. Mời cả nhà ăn cơm. Tụi lạnh lạnh ăn thôi đúng bài rồi. Thử coi ếch coi sao coi nào. Bảo đảm ba cháy một chét con ếch đồng bự lắm nào.
con đặt bữa đó đặt lời vô lóc vô đó khoảng con đó khoảng ký 2 đó. Sư mẫu ba đầu ba âm muốn ở ra kìa, nghe nó ký 2. Không hết đồng cũng bự lắm à. Cái này mày đặt là không là nó biết con chui đâu. Chịu quá không. Cái gì con Nam? Ở đâu? Cái cậu đó. Treo cái cậu nó chui vô đó. Là con Nam đặt hả? Ừ. Ui ngon trời. Biết cái này gì không? Gì? Nhái kho xả. Đó món hủ tiếu gì nữa kìa, đầy đủ hết trơn á, rồi cá cơm nữa hả? Nhái. Nhái gì đâu nhỏ xíu à? Vậy nhái là cái bự. Nhái nè. Thánh thần thiên đồng ơ nhái mà. Nhái cơm, nhái là bự. Mà nhái nó đâu đến nỗi cỡ đó như vậy. Cái này không phải mình nói gì mà bạn phải hiểu sâu xa chút xíu, chắc cái nồi này bảo đảm là cũng một tuần lễ, bởi vì nó teo lại nó kiểu mình nó dụng lại á. Chứ nhái nhìn cái đùi con nhái không ra cái đằng chân tâm luôn. Ừ. Ê, hiện tuần lễ. Mời cả nhà nha. Mấy con kia con Năm nhổng thả ra diện thấy qua bên nhà sư mẫu rồi con Năm. Con vàng của ông nữa, con vàng cái á. Con đen là con M7 á. Con nhỏ 7 M7 á. Đó ngoài mày ở ngoài. Vậy con mực đó là của bà ngoại hả? Thôi ngoài ngoài thường xuyên luôn mấy gà. Nó nhập lưu giữa nhà đó má. Đấy, lửa thì cậu nằm bên cậu á. Cái gì cắn vậy, cắn được. Sài Gòn ngầm ngầm xuống tới Mr. Đen dữ luôn á. Đi á, đi bộ á. Nó nhập băng với mấy anh tròn. Cái này có uống với kia luôn. Băng tròn với mấy bà. Bên nào mắt luôn, chừng á. Xuống dưới là coi chừng á. Đi với nó, đi vậy chết. Đi xuống dưới á. Xuống dưới không có về luôn. Xuống cặp chết thì cho đi. Cặp với cái mấy người có của mình. Quế la đó, theo quế la nuôi cái tục con đó. Thì nó mê cái đó. Mê gái nhiều quá, bị sao gái rồi. Tối nạn không ở nhà luôn. Anh muốn chết, anh muốn chết. Vậy xuống lúc đó là không có đường về. Bắt thứ con gì? Nó là bình ăn bụi hả? Hả? Mày nhảy ngầu trang cũng ngon. Bà con vẫn phải ăn ngũ trai cũng luộc á, với mẹ con luôn. Ba chấm cái kho với nước tương nè. Mẹ con trai vẫn nhỏng con trai nhỏ xíu mà nó đâu cũng rồi đấy. Vậy, trai nó giờ ta ăn đó. Bởi vì mấy lần trước con đi câu cá ổ bên Hội Trưng đó, mấy cậu ngư trai bên lớn là mình câu, mình phép cái lỗ, mình ngồi đây câu mà ổng cái sao lắp ruộng cứ móc kìa, kéo trai ổng cắt lái con cá nè. Tại sao mình cho trai cộng bự ăn hế phái vậy, ăn thua ăn đâu đó. Dạ. Ăn bằng ốc trai chỉ. Tại sao trễ mình hái lâu.
Thấy chứ người vậy chứ em cộng kia này hái cộng nó bằng bao nhiêu cộng nọ làm được cắt nó bán vậy rồi bệnh đây còn năm bán nhiều kiếp bán 55 nghìn 55 hả nhưng mà cũng ngon chứ ta chắc mời cái tay cái con mời cái quá chạy bỏ vô trời ơi cắt ruộng mà phải mua đâu rửa vô rửa bao để con chợ trong con người ta đánh lục bình dữ lắm luôn này dây không bình tư một ngàn người ngàn mốt tí á mà đây căng nặng ký lục bình cộng đồng đấy chà bá không căng nặng ký trong con lục bình ngủng một xíu thôi mình cũng xin kết thúc clip đây ha chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha hẹn cả nhà clip sau còn trời lạnh lạnh ăn ngon quá bạn ơi thiệt phải công nhận ngon thiệt ông mình nó bùi ngon chào nhà nha hẹn cả nhà clip sau nha.